XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X Channel. Chúng ta đều biết rằng nếu như nhắc đến Orient thì chắc hẳn sẽ nhắc đến cái tên Ray. Và một chiếc đồng hồ tuyệt vời vừa thể thao vừa thanh lịch như Orient Ray 2 thì chắc hẳn là ẩn chứa vô vàn những điều thú vị. Và ngay sau đây sẽ là 5 điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về chiếc đồng hồ đã hạ gục hàng triệu người đàn ông trên thế giới này. 1. Mang cái tên có nghĩa là loài cá đuối chuyên sống dưới đáy biển. Ray, tiếng Anh là cá đuối, một loại cá sống dưới đáy biển để ám chỉ việc sản phẩm này có khả năng chịu nước rất tốt, có thể đeo khi lặn dưới nước mà không phải rửa tay đi mưa, đi bơi bình thường. 2. Nghĩa là thế hệ thứ hai, chỉ việc đồng hồ Orient Ray 2 sử dụng bộ máy khác với đồng hồ Orient Ray. Bộ máy mới Orient F6922 trong Ray 2 đã được cải tiến nhiều mặt để có thể cung cấp nhiều tính năng tiện nghi hơn là máy Orient 46943 ở trong Ray. 2. Có họ hàng siêu gần với huyền thoại đồng hồ Orient Marco 2. Nếu các bạn tìm hiểu về lịch sử của Orient thì có thể dễ dàng thấy được mối liên hệ giữa đồng hồ Orient Ray và đồng hồ Orient Marco. Và đến thế hệ sau của chúng thì điều này lại càng được kéo gần hơn nữa. Trong năm 2016, đồng hồ Orient Ray 2 và đồng hồ Orient Marco 2 đã đều được cùng lúc cải tiến. Và những thứ chính yếu được cải tiến cũng giống hệt nhau, cùng được nâng cấp lên máy Orient F6922, cùng loại bỏ nút bấm chỉnh lịch thứ và cùng sử dụng viền xoay 120 nấc. Qua đó thì có thể nói rằng đồng hồ Orient Ray 2 và đồng hồ Orient Marco 2 cũng như là đồng hồ Orient Ray và đồng hồ Orient Marco vậy. Sự khác biệt giữa chúng đơn giản chỉ là kiểu dáng mà thôi. Nếu bạn thích trẻ trung thì hãy chọn đàn anh Orient Marco, còn nếu muốn chững chạc hơn thì Orient Ray sẽ là sự lựa chọn của bạn. 3. Đồng hồ Orient Ray 2 có 3 phiên bản chính. Thêm một thông tin chưa chắc rằng ai cũng biết rằng chiếc đồng hồ Orient Ray 2 có 3 phiên bản chính. Orient Ray 2 là phiên bản cơ bản nhất của loạt đồng hồ Orient Ray 2, có vỏ và dây thép không gì cổ điển. Orient Ray Rubber 2, phiên bản đồng hồ Orient Ray 2 sử dụng dây cao su, đậm chất thể thao. Orient Ray Raven 2, phiên bản đồng hồ Orient Ray 2 có dây và vỏ thép không gỉ, được ion plate màu đen, rất nam tính. 4. Được cải tiến rất nhiều so với loạt đồng hồ Orient Ray. So với chiếc đồng hồ Orient Ray thì chiếc Ray 2 đã được bổ sung thêm những chức năng như là hacking second, dừng kim giây khi rút núm chỉnh để việc điều chỉnh thời gian chính xác hơn. Được bổ sung chức năng lên dây thủ công để đảm bảo đồng hồ có đủ năng lượng cả những ngày không đeo đủ 8 tiếng. Loại bỏ nút chỉnh lịch thứ ở vị trí 2 giờ để tăng khả năng chống nước và hạn chế gây vướng khi đeo và tăng thẩm mỹ. Viền xoay một chiều 120 nấc thay vì 60 nấc như là Orient Ray để hỗ trợ việc đếm thời gian thủ công được chính xác hơn. Và điều thứ 5, giá rất mềm so với các sản phẩm cùng tính năng. Đồng hồ Orient Ray 2 cũng như người anh của nó là Marco 2 có giá nằm trong khoảng 300 USD, nhưng là đối thủ trực tiếp của các sản phẩm giá gấp hàng chục lần chúng từ Thụy Sĩ như là Rolex hay là Omega vân vân. Khi có cùng các tính năng cũng như là giá trị tinh thần đến từ bộ máy tự động in-house lắp ráp thủ công 100%. Thêm vào đó, tuy là đồng hồ lặn nhưng mà đồng hồ Orient Ray 2 vẫn có kích thước vừa phải, vừa phù hợp cho hầu hết cỡ cổ tay người Việt, lại vừa có thể đeo hàng ngày. Việc sử dụng loại dạ quang Nemoto Luminova cũng góp phần đảm bảo được việc đồng hồ Orient Ray 2 cung cấp độ sáng lâu dài cho cả khi dùng hàng ngày lẫn lặn dưới nước. Đúng là tuyệt vời đúng không nào? Ngon, bổ, rẻ, đó chính là những từ ngữ dễ chịu dành cho Orient Ray 2, đại diện cho thế hệ đồng hồ lặn ăn khách nhất của thương hiệu hàng đầu Nhật Bản Orient. Và với tất cả những lý do đó thì cuối cùng các bạn đã hiểu được tại sao chiếc đồng hồ này lại có thể đốn tim được các chàng trai nhiều đến như vậy hay chưa? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên đón xem những video tiếp theo của X-Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!